Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 21 tháng 5 2016, đại diện Hội Anh em Dân Chủ miền Trung gồm có anh Nguyễn Trung Trực, Mai Văn Tám và John Phước đã đến thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại nhà Trung Quế. Theo video hình ảnh, chúng ta cũng đã thấy mặc dù Linh Mục Nguyễn Văn Lý rất là yếu sau 8 năm tù đài với bản án mới nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và trước đó trên 15 năm tù đài trong hai lần tù trước đây và nhiều năm bị quản chế. Nhưng cha Nguyễn Văn Lý vẫn có một ý chí rất kiên cường như chúng ta đã thấy. Và trong tương lai, cha Nguyễn Văn Lý vẫn tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục theo dõi truyền thông của Hội Anh em Dân Chủ sẽ tường trình những bản tin và những hình ảnh kế tiếp về Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại nhà Trung Quế. Nghiệp tổng đoàn của chính quyền vươn lên tổ chức văn minh văn hóa nhân dân nhân đạo chính quyền để tổng đoàn tôn giáo từ bi chúng sanh hướng thiện văn minh chúng tâm nhân hướng cho siêu nhân còn nghiệp tổng đoàn tư hướng thiện tôn giáo cái này Bây giờ là chán cơm mà anh. Quá giờ chán cơm rồi.